Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua thì mình đã trải nghiệm sức mạnh của trác quỷ Ryunomi Model Allosaurus, dạng mà mình đang sở hữu nè. Cũng khá là hay ho á. Nhưng mà nhược điểm của trái này là không có kỹ năng giúp mình có thể di chuyển áp sát những cái con tàu hải tặc hoặc hải quân dễ hơn. Đó là một cái nhược điểm mà mình cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ không có mặc cái giáp hắc diệm thạch này nữa. Mặc vô nó làm chậm mình quá. Mình sẽ tạm thời cất nó lên ha. Và mình sẽ chế tạo một bộ giáp mới bằng ngọc lục bảo. Mình có khá là nhiều ngọc lục bảo nè. Mình không dùng làm gì, thế nên mình sẽ làm một cái set đồ để mặc ha. Còn về cái khả năng phòng ngự thì mình thấy nó mạnh tương đương với giáp kim cương đó nha, không có thua kém gì giáp kim cương đâu. Mặc luôn ấy chứ, mặc vội đó, full giáp liền mà còn không bị làm chậm nữa, nên mình thấy khá là thích ha. Ngoài ra thì mình sẽ làm thêm một cái khu vực để mình có thể cường hóa luôn. Sau khi chế tạo cây sách thì lấy cái bàn cường hóa và đi lên trên đọt cây thôi. Đây là nơi mà mình dự định đặt cái bàn cường hóa ha. Ta coi được nhiêu cấp rồi, 30 cấp rồi nè. Ồ, cây cúp cho mình gì đây, hiệu suất hả? Được ấy nha. Mình sẽ ép hiệu suất. Nhưng mà khoan, lại có một cái tên đội trưởng hải quân gửi cái lời dọ nạt mình kìa. Chúng tôi tới để bắt ngươi, đầu hàng ngay bây giờ tên cướp biển cặn bã. À, bọn này láo nhờ. Đâu? Tên thanh niên nào tới đây đâu? Không hiểu luôn. Có gài mình đi khám phá hoặc là ở nhà thì hay có mấy thanh niên dọ nạt mình như vậy. À, thanh niên này. Thì ra ngươi chọn cái chết. Đợi mình biến hình cái đã. Ới công chuyện liền. Cứ để mình nóng thôi. Ngươi bắt ai? Ngươi bắt ai? Ngươi định bắt ai hả? Bước tới đây, tên nhóc. Bước tới đây. Này thì đội trưởng hải quân nè, mình sẽ ăn thịt luôn. Mình ăn thịt luôn, xoay mòng mòng luôn. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Ồ, quýnh lọt dưới nước liền. Bước vô đây. Vô. Ngón đi nhà vô. Xoay mòng mòng nè. Giỡn mặt. Bọn này cực kỳ láo nha. Mình ở nhà thôi mà tới đây để đòi bắt mình chứ. Không hiểu luôn. Bắt mình đó, hậu quả của việc dám chọc giận mình đó. Rồi, còn giờ thì mình sẽ lên trên để tiếp tục công việc cường hóa của mình ha. Ngoài cường hóa cây cúp ra thì chắc mình sẽ cường hóa thêm vũ khí nữa. Để mình coi coi mình sẽ cường hóa vũ khí nào đây. Mình đang dự định là cường hóa cái kiếm găng cưa này. Nhìn khá là đẹp luôn. Hay. Được đó nha. Mình sẽ cường hóa cây cúp xong rồi sau đó chúng ta cường hóa cây kiếm găng cưa. Ồ, cái kiếm cường hóa sắc bén nè. Tốt. Rồi, cái kiếm găng cưa giờ hơi bị mạnh luôn nha. Và hôm rày thì chúng ta đã luyện tập các thứ từ vị sư phụ... Ủa? Ô, khoan. Ơi, ui sao sư phụ xuống đây rồi? Trời đất ơi, xuống đây một hồi là hải quân nó bắt đó. Bây giờ là đệ tử đang bị truy nã gắt gao mà sư phụ dám đi xuống dưới đây, liều dữ vậy. Hôm rày á thì mình học võ công từ sư phụ này cũng một thời gian rồi, thế nên mình tạm thời chắc mình sẽ tìm một sư phụ khác để mình học thêm võ công ha. Cái phong cách chiến đấu của mình hiện tại là kiểu đa số là dùng đòn bằng tay đúng không? Bây giờ thì mình đang muốn đổi sang phong cách chiến đấu là dùng toàn là chân thôi. Gặp địch là mình đá vô mặt cái địch ha. Phong cách chiến đấu bằng chân này nhìn cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Ok, quyết định vậy nha. Chúng ta đổi sang phong cách chiến đấu bằng chân một thời gian đi. Nhưng mà vẫn là hải tặc bình thường thôi. Ok, thử nào. Đó, ui, vừa đổi một phát là bây giờ mình thủ đòn là mình giơ chân lên rồi kìa. Wow. Wow, hay nha. Ui, cái chân của mình đá hơi bị cao luôn nè. Được ta. Nhưng mà phải tìm sư phụ khác rồi. Bây giờ thì mình không có kiểu... Ê. Tên khốn kiếp. Trời ơi, nó bắn cháy nhà mình. Có trúng không vậy? Tên nào vô duyên vậy? Vô duyên quá. Cái tên vô duyên quá này. Ui, sao nguy hiểm quá à.
Ôi không được, không được rồi, mình chắc mình phải đi ngủ thôi. Đi ngủ cho trời sáng rồi chúng ta sẽ lên đường để đi tìm sư phụ dạy võ công. Cái gì ta? Dạy cho mình võ công liên quan tới cái phong cách chiến đấu của mình ha. Ừ, với cả là bây giờ mình đã chọn sang làm người bình thường á, không còn là người máy. Thế nên mình có được cái tuyệt kỹ có tên là ghép bô nè. Ừ, cái này dùng để di chuyển khá là ok la đấy. Mình có thể nhảy liên tục vài lần như vậy. Ở đây nó có cái xe gì đây? Còn có rương nữa. Ui, có bản đồ kho báu gì nè. Chui cho à. Được quá ta. Ồ, đi đi tìm hiểu thử luôn. Được phết, được phết. Tại vì trong ấy, cái chỗ kho báu á, nhiều khi chúng ta lại có cơ hội tìm được những cái rương trá quỷ đấy. Nó đâu đó ở bên đây nè. À không, dưới này thôi. Tới rồi. Mình sẽ xác định phương hướng ở đây. Rồi sau đó đào xuống ha. Phải không vậy? Hoặc đi Deposit Treasure Map. Cái tên này hình như là cái bản đồ tìm quặng hay sao ấy. Đúng không? Mà sao mình có thấy quặng gì đâu? What the heck? Có bịp không vậy? Đừng bịp nha ha. Rồi luôn, mình thấy là hơi bịp rồi đó. Có thấy quặng gì đâu. À thấy rồi. Ồ, cái bản đồ này dẫn mình tới một cái quặng siêu to khổng lồ luôn. Đây, đây là cái quặng siêu to khổng lồ nè. Ồ, bự thiệt sự. Để coi mình đào hết cái này được bao nhiêu. Trời đất, cái chỗ này không là một stack. Một stack sắt rồi. Quay. Cái bản đồ này xịn thiệt. Quay, ví dụ mà cái đó là bản đồ tìm kim cương thì sao ta? Đào một lần được 3-4 stack kim cương. Trời ơi, nếu như vậy thì tuyệt vời lắm luôn ấy. Thôi, mình phải chăm chỉ đi tìm những cái chỗ giống như vậy thôi. Sẽ có ngày mình sẽ tìm được cái quặng kim cương siêu to khổng lồ cho xem. À, thanh niên này láo thế nhờ. Mình đang gặp sư phụ mình mà. Ừ, tự bắn xong rồi tự cháy nhà luôn. Hay lắm. Tên này bắn đỉnh thiệt. Bắn xong cháy cái chòi mà hắn đang đứng luôn chứ. Sợ thiệt sự. Rồi, và phía dưới này là sư phụ dạy cho mình tuyệt kỹ chân đen nè. Wow. Ủ thế giống giống hệt mình luôn nè. Hai người đứng cạnh là nhìn phát là biết sư đồ liền. Để coi coi. Mình vẫn phải học từng kỹ năng riêng biệt nha. Wow. Còn kỹ năng đầu tiên sẽ yêu cầu mình làm những gì nào? Coi thử xem. Kỹ năng đầu tiên là yêu cầu mình tiêu diệt 30 kẻ địch bằng cái cú đá nè. Rồi sau đó tiêu diệt thêm 15 kẻ địch bằng đòn đánh chí mạng nữa. Wow, đây, kẻ địch đầu tiên. Ai biểu đứng kế bên mình chi? Rồi, cứ thế mà làm thôi. Ồ, và có một cái điều hay á là khi mà mình biến thành cái dạng khủng long, nửa người nửa khủng long như vậy nè, mình vẫn sử dụng cú đá khủng long nha. Ồ, như vậy thì chắc sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể đấy. Phải test thử mới được, phải test thử mới được. Để xem mình đá phát có chết cừu không nha. Ui, đá phát chết cừu luôn luôn nè. Nhưng mà nó có tính nhiệm vụ không? À, vẫn tính, vẫn tính. Ui, vậy thì hay quá. Tạm thời mình sẽ farm cừu đi. Tại vì hải quân với hải tặc bây giờ bọn chúng rén lắm, ít khi mà xuất hiện để cho mình đánh bọn chúng đâu. Lâu lâu bọn chúng mới xuất hiện một vài tên à. Ê, ở cái vùng này mình phát hiện nó có một cái công trình gì nè. Tiềm năng có đồ ở trong lắm nha. Nhìn xịn cực. Nó như cái viện nghiên cứu vậy á. Để mình vô thử coi. Có đồ đạc giá trị gì cho mình không? Mà sao nước nôi không vậy? Ồ, cái này nhìn giống cái viện nghiên cứu lắm. Đập cái cửa luôn. Nó có mấy cái đèn nữa nè. Wow, nó có tầng hầm nha. Có vẻ là có tầng hầm. Cô nào cho vô cái nào? Cái này là cái phòng ngủ à.
Thử đi xuống tầng hầm coi như thế nào ha. Chắc sẽ có nhiều đồ xịn lắm đây. Ui sao mình nghe tiếng zombie vậy? Ui có zombie thiệt. Ô to rồi, chiến này to mấy con zombie với mình rồi. Cho nó ném một cú đá khủng long. Sẵn tiện mình làm nhiệm vụ luôn. Vô. Xoay mòng mòng các thứ. Wow. Thì cái mới này được đấy. Ồ nhưng mà chắc mình sẽ đánh nhanh rút gọn rồi chúng ta sẽ đi lên ha. Không để mất nhiều thời gian ở đây được. Rồi. Nhiều slime vậy ta. Thế là chúng ta lại có một mớ slime mang về rồi. Mấy khói đây? 29 khói lợn. Nhiều phết. Nhưng mà vẫn còn khá là nhiều quái ở trong đây này. Còn có cả những cái quả điệp khúc luôn. Cái này là mình nên lấy về nè. Giờ chưa qua thế giới kết thúc mà mình có cái cây này mang về trồng là đỉnh rồi. Hợp lý hợp lý. Lấy thêm vài cái đá kết thúc nữa. Ngoài ra thì trong này cũng không còn bất kỳ cái rương nào ha. Hơi tiếc một xíu. Tại chi ở đây nó có thêm vài cái rương nữa thì hay. Ở đây nó có dạng pha thuốc nấu gì đây. Ồ. Không biết là nó nghiên cứu nó nấu cái gì nữa. Thôi lấy cái dạng pha thuốc về. Rồi. Và sau một lúc thì chúng ta cũng đã gặp lại sư phụ để có thể trả nhiệm vụ rồi ha. Còn để còn học kỹ năng đâu chứ. Và xem nào. Kỹ năng đầu tiên của mình trong cái phong cách chiến đấu chân đen là gì nào. Kỹ năng đó có tên là... Đây. Có vẻ là... Wow. Kỹ năng nhào lộn. Ui. Kỹ năng này ngầu vậy. Nhìn như dân hip hop đi. Chuẩn bị nè. Coi mình Santo nè. 1, 2, 3. Cái này chắc là sẽ gây được lượng lớn sát thương đây. Mình nghĩ là khi tiếp đấng đất xuống á, mà có cái địch ở dưới là sẽ gây được sát thương ấy. Thử lại một cái nữa. Nhảy lên. Ôi chết chưa vậy? Ôi. Tức là khi mình mình Santo như vậy mà tấn công trúng cây địch là cây địch sẽ bị xỉu nha. Kiểu bị choáng váng rồi nằm xuống một lúc á. Đỉnh thiệt chứ. Lại nào, mình tấn công lên bò, cái bò có bị xỉu không? Ui. À không, tấn công phát bò đi luôn rồi. Wow, tính ra kỹ năng này cũng vừa ngầu mà vừa xịn nữa. Tuy sát thương không có quá mạnh ha. Rồi, kỹ năng tiếp theo mình cần phải... kỹ năng tiếp theo mình xong luôn rồi. Mình xong nhiệm vụ để học kỹ năng tiếp theo luôn rồi. Mình kiếm sư phụ, mình trả nhiệm vụ thôi. Ơi, nhưng mà trên đường đi tìm sư phụ thì mình bị thanh niên đội trưởng hải quân này. Này thì đội trưởng hải quân hả? Xỉu chưa cưng? Xoay mòng mòng nè. Cú đá sấm sét. Cú đá khủng long. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt cú đá khủng long hả? Giỡn mặt cú đá khủng long. Giỡn mặt cú đá khủng long. Xoay mông mông. Giỡn mặt. Santo. Hi. Này thì giỡn mặt. Ngán thì nói như cưng. Ê chưa ngán hả? Thanh niên này. Không biết bây giờ tiền truy nã của mình bao nhiêu nữa. Nhưng mà mấy tên này cứ đi vây bắt mình hoài à. Nguy hiểm thật chứ. Mà gần đây có cái làng luôn nè. Thôi vô làng cho đỡ sợ thôi. Sợ quá, vô nhà bác thợ rèn cho đỡ sợ mới được. Sợ quá. Rồi, hết sợ rồi. Con Xuân đi gạch chỗ khác. Còn có cái nhà nào có cái giường không? Mình vô ngủ ké một bữa ơi. Quá trời quá đất bị dí rồi. Ôi bác dân làng cứu mẹ. Ngủ ké. Hơi kỳ nhưng mà cho ngủ ké một bữa đi. Rồi, trả nhiệm vụ của kỹ năng thứ hai nè. Nhận thêm nhiệm vụ kỹ năng thứ ba luôn. Wow, bữa nay tính ra mình học kỹ năng nhanh phết. Kỹ năng tiếp theo của mình có tên là Extra Hatchis. Mình sẽ kiểu như đá liên hoàn hả, đúng không? Thì không vậy. Thử coi, cú đá liên hoàn. Ôi, đúng thiệt. Khi mà mình bật kỹ năng này lên cái chân mình nó sẽ dài lên rất là nhiều ha. Mình đá cảm giác như xa hơn hẳn luôn.
Nè mình sẽ test thử nè. Coi nhá. Đó 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 đó, cái chân của mình kìa. Ồ, cũng hay, kỹ năng này cũng hay. Tiếp theo là mình cần phải tiêu diệt 10 cái địch bằng kỹ năng này để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ hả? Wow, cũng căng phết. Ủa, gì đây? À, tên tay to mặt bự này, láo tét. Santo, mình đập nó luôn nè. Mình biến thành khủng long mình vẫn có thể Santo được nha. Này thì giỡn mặt với sư phụ hả? Ơi ơi ơi, cái gì vậy? Trời 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 trời, bây giờ cái bọn mà đi truy nã mình á, nó còn chế ra một cái loại đạn có tên là đạn ngủ hay sao á. Mình trúng đạn xong mình ngủ khò khò luôn. Trời đất, gì mà nguy hiểm vậy? Ui, bây giờ mình bị truy nã 14.000 Belly rồi. Mới có 14.000 Belly mà bọn chúng trang bị vũ khí gì căng thẳng vậy. Giờ còn có thêm một tên đội trưởng hải quân ra bắt mình nữa cơ. Ê, ẩu rồi đó. Ui, đu, chuồn 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 chuồn. Chuồn thôi, chuồn thôi, chuồn thôi. Giờ mình phải đổi rồi, mình không có đeo cái ba lô Coca nữa, mình sẽ mặc một cái áo giáp sắt vô ha. Ít ra thì giáp sắt nó còn có cái vòng bảo vệ để nó phù hộ mình được một tí. Đổi thêm cái booster truy nã luôn. Để booster truy nã mới vô nhà đi. Mới có 14.000 Belly thôi mà bọn chúng trang bị vũ khí tối tân bắt mình quá. Mình sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bọn chúng vây bắt thành công đấy. Ủa? Ơ mà khoan. Ôi sư phụ bình tĩnh, sư phụ bình tĩnh. Trời ơi sư phụ mình bị sợ chết thì sao rồi, lên đây làm gì? Ui đừng có nghĩ quẩn nha. Thôi đi xuống đi, chuyện đâu còn có đó mà. Xuống đi, bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Trời ơi, không biết sao nữa mà sư phụ mình thiệt luôn á. Thôi đừng có nghĩ lung tung nha. Có gì đâu, tại không có chèo đi khám phá được thôi, ra ngoài đó không biết bơi là đi luôn á, chứ không phải là muốn để sư phụ nhà mình đâu. Không hiểu sao nghĩ quẩn nữa. Đừng nghĩ quẩn nữa nha. Nguy hiểm thiệt sự. Rồi giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình lên đường và chúng ta sẽ đi tìm trá quỷ ha. Hay, không biết là hôm nay chúng ta sẽ có kiểu đủ may mắn để có thêm thật là nhiều rương trá quỷ hay không. Mong là có ha. Giờ thì lên đường thôi. Với cả là hôm nay mình có một cái tuyệt kỹ mới nữa mà, sợ gì. Đụng là trụng thôi á. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ áp sát vô cái con tàu đầu tiên nè. Wow, tàu đầu tiên là một con tàu nhỏ thôi. Mình mong là mình sẽ gặp may mắn. Mình sẽ đục cái bụng. Cái gì vậy? Đâu ra con lăng quăng này vậy? Yêu. Ui, đố người bắt được ta. Lên đây, người ngon lên đây. Nhào vô, thích thì bá vô đây. Thích thì bá vô đây. Tưởng thế nào? Biến thành khủng long mình xúc nó luôn. Này thì ha, lăng quăng hả? Mình sẽ Santo. Santo. Nó đâu rồi? Ôi nó bị văng lên trời ơi. Ôi nó mắc kẹt vô cái chỗ thư truy nã kìa. Láo tét thiệt. Con này. Người hơi bị láo rồi đấy nhá. Mình sẽ dùng cú đá khủng long để mình đá nó. Cú đá khủng long nè. Ui nhưng mà nó mạnh lắm. Sao tự nhiên xui thế nhờ, gặp ngay cái con lăng quăng trong lúc mà gần lên thuyền để khám phá. Xoay mòng mòng. Mình Santo là mình đá nó được không? Mình không đá được nó bị gốc lắc rồi. Còn lăng quăng khốn kiếp. Mà phải cẩn thận nha, mai mốt là mình lại có thêm một cái mối hiểm họa khi mà đi săn kho báu rồi. Đó chính là những con lăng quăng. Yêu. Sợ thật sự chứ. Hên là mình nhanh đó nha. Kiểu mình gặp nó không phát là mình leo lên thuyền rồi chúng ta bơi thẳng vô bờ liền. Chứ không thôi là mình mà cà nhây ở ngoài đó nó đánh sập thuyền một phát là đi luôn á. Cực kỳ nguy hiểm. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào công cuộc đánh chiếm cái con tàu cướp biển này thôi. Để xem. Ủa cái này là cái chỗ giường ngủ hả? Ờ.
Mình tưởng đây là chỗ cái rương chứ. Vậy là cái rương nó sẽ giấu ở đầu này này của tàu à. Ok, biết rồi nha. Ủa, ở đây không có luôn. Cái tàu này mình khá là ít khi đánh chiếm nên mình chưa biết rõ vị trí của những cái rương ấy. Đây, đây có không? À đây nè. Ok, như vậy thì rương nó sẽ giấu ở cái phần đuôi tàu chứ không phải là đầu tàu nha. Mà giờ mình cũng có súng ấy nè, mình lấy cái súng ngắn này mình bắn cũng được á. Nhưng mà không có đạn, phải có đạn nữa cơ. Đây vậy nhờ. Để coi trên này nó có rương khác không. Cái thuyền này thì chỉ có đúng một cái rương hả nên thôi. Chắc mình sẽ té thôi. À bên kia còn thuyền kìa. Hai cái thuyền luôn. Giàu to, chiến này giàu to rồi. Hai cái thuyền kế bên mà hai cái thuyền hải quân nữa chứ. Được thật sự. Qua đó lẹ. Nhưng mà cũng phải né cái con cá vô duyên đó nha. Mình sẽ đi đường vòng. Hello bạn nhỏ. Nhưng mà có gì đó sai sai ấy nhờ. Ủa sao cái hai cái thuyền này lạ vậy? Cái thuyền này nó bị nứt hết phân nửa rồi. Kiểu như nó bị ai chẻ đôi ra vậy đó. Ui, chắc cái người chẻ được cái thuyền này là một người rất là mạnh đấy. Ê nhưng mà được cái là nó còn cái rương. Ui tranh thủ leo lên. Kẻo nó bắn mình á. Cái rương. Ít ra nó còn rương cho mình lướt á. Rồi sao bọn chúng hỗn chiến với nhau căng vậy. Ok mình tham gia luôn. Mình vô mình đánh ké. Ui con xương nữa. Đi vô khác. Ở đây còn rương không vậy. Wow cái thuyền này mất hết cái rương luôn rồi. Cái thường là cái rương nó sẽ nằm ngay đây nè. Con này đi chỗ khác. Ủa xui thiệt luôn. Gặp ngay con thuyền nó bị bị lủng nữa. Ở bên kia mình thấy nó hỗn loạn lắm. Ui ui. Đó. Gì hoài vậy. Bữa nay đi bất ổn ngay luôn á. Trời đất ơi, chưa có đột nhập vô cái tàu nữa mà bị ám sát quá trời rồi. Trong đây mình nghe tiếng zombie. Ủa sao tàu hải quân mà toàn nghe tiếng zombie, Reaper được không à. Kỳ cục thế. Trời ơi, nó cháy tan tành hết rồi. Chu cha mà ơi. Ừ, để mình lùi lại xíu đã. Bảo sao máy mình nó lắc quá trời quá đất. Thì ra trong kia đang có một cái đám cháy rất là to luôn. Căng rồi. Cẩn thận. Kẻo nó cháy chúng mình là mệt nữa. Rồi giờ thì tìm lối để chúng ta đi lên mấy cái rương nè. Thường thì cái rương nó sẽ không có bị cháy mất đâu. Ây da, mình đã biết thủ phạm gây ra cái vụ cháy này rồi. Chính là con quái vật này. Mèn đét ơi. Ừ, có hai cái rương luôn. Giàu to. Ủa, ui sao con lăng quăng đâu bám vô được cái thuyền này vậy. Ẩu rồi đó. Nữa nè, vẫn còn con quái vật gây cháy nè. Con quái vật đó nó chuyên gia đốt công trình nha. Rất là nguy hiểm luôn. Bên đây thì có rượu sake các thứ đâu. Ok. Cũng được. Mà cái vấn đề ở đây là có con lăng quăng ở trên thuyền nha. À và mình đứng ở đây mình có thể đánh nó mà nó không thể đánh mình. Tới số người rồi. Người tới số rồi. Mình sẽ dùng Santo để mình đánh cho nó xỉu. Mày thì láo nháo hả. Mình đã có cách để khắc chế cái con lăng quăng này rồi. Là mình sẽ núp sau một cái công trình nào đó ha. Là nó sẽ không thể tấn công được mình. Một mẹo hay. Giờ thì lút nốt cái rương cuối cùng thôi. Phải công nhận bữa nay đi bất ổn thiệt luôn á. Gặp hai con thuyền. Một con thuyền thì bị nứt phân nửa. Một con thuyền thì bị cháy tan tành rồi. Mẹ đất ơi, hai con thuyền bên kia thì không biết có bất ổn giống như con thuyền này hay không nữa. Để qua đó kiểm tra thử mới được. Con dùm bay kỳ cục vậy. Thuyền của người ta mà. Trả thuyền cho người ta. Bây giờ khổ quá, mấy con dùm bay nó còn định cướp thuyền của mình nữa mà. Lỡ ngỡ là mất cái thuyền như chơi á. À và có vẻ đây là cái dạng thuyền khác chứ không phải là thuyền của hải quân và hải tặc ha. Ừ, nhưng mà nhìn cũng ok phết. Để mình vô mình kiểm tra thử. Khám phá thử coi. Biết đâu mình lại có thêm được những cái đồ mới thì sao. Ui mình nghe tiếng cướp dân làng.
Oh man, đây là thuyền của thuyền trưởng gì vậy? Mình thấy tên boss kìa. Thuyền trưởng Amae. Uầy, đây là thuyền của một tên thuyền trưởng hải tặc rồi. Thôi xong rồi, mình toan chuyến này rồi. Ui, ai ui. Ui, bọn chúng mạnh lắm. Ui, cái băng này mạnh vậy. Trời đất. Ừ, mình có bơm, đúng rồi, mình có bơm. Mình chọn bơm xuống dưới. Tới số rồi. Xác định rồi. Này thì thuyền trưởng nè, chọn bơm luôn. Ui. Nhưng mà bọn chúng mạnh lắm. Mình sẽ biến thành khủng long để mình xoay coi. À, mình vẫn có thể tấn công từ trên xuống. Ừ, nhưng mà ví dụ mình có khiên thì mình đỡ được đòn đánh không nè. À, có thiên thì mình vẫn đỡ được. Đúng rồi, mình sẽ cho bọn chúng tự đánh nhau. Đúng rồi. Ừ, hay lắm. Không sợ kẻ địch mạnh đâu, chỉ sợ đồng đội mạnh mà tự quánh nhau thôi. Không hiểu. Cái thanh niên kia cầm đại bác bắn mình đúng thốn luôn đúng không? Mình đứng sau lưng tên thuyền trưởng, hắn bắn thuyền trưởng của hắn luôn mà. Sao mà đỡ được. Rồi giờ thì hốt kho báu thôi. Ngoài tính ra tên thuyền trưởng này cũng giàu có phết. Được á. Rồi, đây còn cái rương nữa nè. Sách sửa chữa luôn. Xin nhá. Và còn cho mình thêm một cái vật tổ trường sinh nữa nè. Tốt nha. Nhưng mà cái vấn đề đây là giáp mình hư khá là nhiều rồi. Hơi toan á. Cạnh cái con tàu hải quân mà bị nước phân nửa hồi nãy thì mình thấy nó còn một cái con tàu hải quân khác nữa nè. Hai con tàu luôn. Wow. Khúc này nhiều tàu vậy. Tranh thủ cơ hội này chúng... Ê khoan. À không phải đâu, cái tàu này mình khám phá rồi. Trời đất ơi. Bên kia cũng rồi luôn. Bên kia rồi thì chắc bên đây cũng rồi luôn quá. Ơ kìa, tính ra... Ồ, vậy là cái vùng biển gần nhà mình á, mình khám phá sạch sành xanh hết rồi. Kìa, cái thuyền kia nó còn lủng một lỗ to đùng nữa kìa. Rồi luôn. Ơ, sao mà cái thuyền này nhìn mới thế? Ủa, thuyền này mình khám phá chưa nhờ? Nhìn mới toanh. Nhưng mà nó cũng có lỗ luôn. Rồi luôn. Chắc đi về luôn quá, sẵn tiện cất đồ luôn. Và để xem coi hôm nay với hai cái rương trái quỷ này thì chúng ta có được trái quỷ mới nào hay không nhá. Mình mong là sẽ có một trái mới để có gì chúng ta còn test sức mạnh nữa. Rồi thử với rương gỗ trước. Hi. Nó sẽ cho mình trái Sube Nomi. Là một trái hệ Paramecia. Ok, mới là được rồi. Còn tiếp theo rương bằng sắt nè. Mình mong là rương sắt nó sẽ cho một trái mới hơn nữa nha. Rương bằng sắt nó cho mình một trái hệ Logia, có tên là Hie no Mi. Cái trái này kỹ năng nó toàn liên quan tới băng thôi. Wow, xịn lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kỹ năng liền. Trời, như vậy là mình có được tới tận 3 trái hệ Logia rồi. Quá là thích luôn. Hôm nay mình lại may mắn tiếp rồi. May mắn như vậy thì làm gì? Đi ngủ cái đã. Là mình xíu mình đi ngủ cái. Để không thôi một hồi lại có quái xuất hiện rồi nó đòi đốt cái nhà cây của mình nữa thì mệt. Xong chưa? Ồ, xong rồi. À tên này đi. Ui thôi. Chạy. Bọn chúng kéo bày kéo phái tới nữa rồi. Mình đi trả nhiệm vụ riết rồi chúng ta học kỹ năng thôi. Hoặc là mình ẩm sư phụ về nhà luôn quá. Cho nhanh gọn lẹ ha. Nhận thêm hai cái nhiệm vụ cuối cùng nè. Rồi, mình sẽ coi cái kỹ năng mới mình học là cái gì ha. Cái này là cú đá gì nè. Một kỹ năng này mình phải đá trúng kẻ địch mới biết được. Để mình tìm một kẻ địch nào đó mình test thử đó. Ui. Kỹ năng mình mới học là một cú đá cực mạnh, khiến kẻ địch văng lên trời luôn. Wow. Đằng kia có tên tay to mặt bự kìa. Để mình qua bên đó mình đá hắn ha. Láo nháo hả, mình đá bay lên trời luôn nè. Ui, chưa gì hắn đã đá mình rồi. Này thì giỡn mà. Đá bay lên trời nha cưng. Đừng có đùa.
Rồi sau đó mình sẽ coi coi còn kỹ năng gì tiếp theo không. Mình thấy học được hai kỹ năng lận. Đây, kỹ năng tiếp theo nè. À, dám tấn công hả? Kỹ năng tiếp theo cũng là đá văng lên trời nữa. Nhưng mà cái này có vẻ là đá được từ xa hay sao á. Hay là mình sẽ xoay mòng mòng ta? Mình thấy giống như là nó xoay mòng mòng hơn á. Tại vì cái icon của cái kỹ năng này là xoay mòng mòng cơ. Đâu mình thử coi. Đúng rồi. Trời. Mình như dân hiếp đớp vậy á. Mình cắm đầu xuống rồi chân mình xoay mòng mòng luôn. Ghê lắm. Lại nè. Hi. Giỡn mặt. Hip hop nè vào đây. Quay, mình thích cái phong cách chiến đấu này. Phong cách chiến đấu này vừa mạnh mà kiểu vừa mãn nhãn nữa. Rất là đẹp luôn. Trên đường hộ tống sư phụ về nhà thì mình thấy nó có một cái tòa tháp ở đây nè. Tạm thời cho sư phụ ở dưới này đi. Mình vô tòa tháp này mình kiếm ít đồ ơi. Có gai nghèo quá. Làm cướp biển á. Làm hải tặc nghèo quá. Phải đi làm sơn tặc một hôm mới được. Ui, láo nháo. À thì ra như ngươi chưa biết phong cách hip hop never die của ta. Hip hop never die. Giỡn mặt. Trong đây còn nhiều đồ lắm. Tốt nha. Nữa. Tiếp tục là hip hop never die. Bây giờ mình còn được thêm cái gì cơ. Wow. Cái vật phẩm tiếp theo mình nhặt nó cho mình thêm trái tim hấp thụ. Bây giờ mình tự nhiên mình vô cái tòa tháp này, cái bỗng dưng cái mình giàu có lên luôn. Và mạnh hơn nữa. Hay thiệt chứ. Nhưng mà trên đây hơi nhiều ngựa nha. Để mình hip hop này vào đây. Nhiều nhện nha. Mình sẽ hip hop này vào đây một chút. Giỡn mặt. Rồi tiếp theo là lấy vàng ở trên đỉnh tòa tháp. Là xong. Đây là sư phụ thứ hai nên mình sẽ đánh dấu là sư phụ 2 luôn ha. Sư phụ số 2. Đánh dấu theo số đi. Để sau này mình dễ nhớ hơn. Mà tiếc là hôm nay mình đi thì mình không có gặp bất kỳ thành viên nào trong băng mũ rơm tiếp theo ha. Phải chỉ gặp là mình cũng ẩm về chung rồi đó. Còn về mấy cái vật phẩm mà mình nhặt được trong cái tòa tháp á, khi mình đọc kỹ hơn thì cái này nó sẽ giúp mình hồi phục khi mà mình đứng yên ha. Còn cái này khi mà mình tiêu diệt cái địch là mình sẽ được trái tim hấp thụ nè. Cái này thì nó sẽ tăng cái sát thương của mình lên. Cái này cũng vậy luôn. Còn cái này thì mình sẽ có cơ hội chặn đam ha. Đó, trong một tòa tháp thôi mà nó cho mình cả đống đồ tốt như vậy. Sắp tới chắc mình phải chăm chỉ đi săn thêm tòa tháp mới được. Và nói chung hôm nay á, mình khá là may mắn khi mà gặp được cái vị sư phụ dạy cho mình cái phong cách chiến đấu mới này. Mình thấy nó cực kỳ mạnh và hiệu quả luôn nha. Nhất là kỹ năng cuối cùng này, Hip Hop Never Die. Yeah. quá là tuyệt vời ha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm phát huy được sức mạnh của cái phong cách chiến đấu này. Bên cạnh đó thì mình còn tìm được thêm hai trái quỷ mới, một trái Super Nomi và một trái Hie Nomi nha. Và trái Hie này có thể nói là một trong những trái rất là mạnh á. Nên sắp tới chắc mình phải trải nghiệm thử sức mạnh của nó mới được. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái chuyến săn kho báu may mắn ngày hôm nay. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn hơn giống như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.